Tị nặng vì cha mẹ cho xem smartphone quá nhiều. Hình ảnh những đứa trẻ cầm trên tay một chiếc điện thoại di động hoặc máy tính bảng đã trở nên rất quen thuộc trong cuộc sống ngày nay, nhiều bậc phụ huynh lựa chọn smartphone hay máy tính bảng như một giải pháp để con giải trí hoặc để những đứa trẻ chịu ngồi yên một chỗ để cha mẹ có thể làm việc riêng mà không cần chăm sóc. Tuy nhiên, việc để trẻ tiếp xúc sớm với các thiết bị di động như smartphone hay máy tính bảng sẽ mang lại nhiều tác hại, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà cả sức khỏe của những đứa trẻ. Như trường hợp của cô bé có tên Tiểu Mãn 2 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương thì cô bé Tiểu Mãn thường xuyên được bố mẹ cho xem smartphone từ khi mới 1 tuổi và cho phép bé sử dụng smartphone trong một thời gian dài như một cách để giúp cô bé chịu ngồi yêu và không quậy phá. Dần dần cha mẹ của bé gái nhận thấy rằng bé thường xuyên dụi mắt, phải nheo mắt và cau mày khi xem các nội dung trên smartphone. Ban đầu cha mẹ của Tiểu Mãn cho rằng đó chỉ là thói quen của con gái mình nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng nên đã mang đến bác sĩ để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết mắt của Tiểu Mãn đã bị cận nặng, gần đến 9 diop và tình trạng này sẽ càng nặng hơn chứ không được cải thiện khi cô bé ngày càng trưởng thành. Các bác sĩ cho biết nguyên do của tình trạng này là vì cô bé Tiểu Mãn đã tiếp xúc với các thiết bị điện tử từ quá sớm và sử dụng chúng liên tục trong một thời gian dài. Các bác sĩ cũng cảnh báo cha mẹ của các em nhỏ nên hạn chế để trẻ em sử dụng smartphone hoặc máy tính bảng, đặc biệt với trẻ em dưới 3 tuổi không nên tiếp xúc với các thiết bị di động này. Trong khi đó, những trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 6 chỉ nên cho phép sử dụng các thiết bị di động trong 30 phút mỗi ngày. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp một đứa trẻ bị vấn đề về mắt nghiêm trọng do sử dụng smartphone quá nhiều trong một thời gian dài. Những thiết bị di động hiện được các bậc phụ huynh xem như một biện pháp dễ dàng để nuôi dạy con cái và khiến con cái nghe lời, nhưng thực sự chúng ảnh hưởng rất nhiều đến cả tâm lý lẫn sức khỏe của những đứa trẻ và về lâu dài nhiều bậc phụ huynh mới nhận ra rằng những đứa trẻ cần thời gian mà cha mẹ dành cho chúng hơn là thời gian để sử dụng các thiết bị di động tê thùy